Rồi, hello, Hồng An chào anh em. Hồng An chúc anh em mình một ngày chủ nhật vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Và con xe này là một con xe quay Thái 2000 7X mà Hồng An có đăng trên kênh nha anh em. Con này Hồng An định bán sườn 4 món và cục máy rã chi tiết đó anh em. Thì có một người em ở trên kênh TikTok đã liên hệ với Hồng An ở Vĩnh Long lên đưa một con xe quay Thái 99 và cáp trao đổi với con xe này, thì Hồng An đành phải để lại nguyên chiếc xe này để cho người em mình. Và người em cũng nhờ Hồng An xử lý lại một vài chỗ chi tiết cho nó hoàn thiện chiếc xe nó đẹp hơn. Thì hôm nay đã hoàn thành xong tác phẩm, bàn giao cho người em mình ở dưới Vĩnh Long nha anh em. Thì nói chung xe cũ mà anh em ha, xe cũ thì cũng có những điểm chày, điểm dập, điểm xấu thì mình cũng đã xử lý rồi. Chẳng hạn như thay cho người em cái mỏ về trước nó đỡ bị chày, cũng là đời 2000 theo xe. Và xử lý dài ba chỗ em Úc nó tin tưởng thì nhờ mình làm lại, cảm thấy chỗ nào không hài lòng thì làm cho đứa em mình hài lòng. Thì bao nhiêu thì bao nhiêu anh em ha, không quan trọng đâu anh em, quan trọng mình xử lý sao đúng đồ đúng chiếc xe, nhìn con xe nó hoàn thiện hơn, nó đẹp hơn, giá trị nó sẽ cao hơn thôi nha anh em, cũng chẳng là gì đâu anh em ha. Thì anh em xem lại con xe của mình, con xe 7X mà Hồng An đã đăng chia sẻ cho anh em mình định bán 4 món cục máy và phụ tùng lẻ. Thì hiện tại thì xe nó đã xong rồi, rất là đẹp. Hồng An cũng đã đánh bát lại ha, rửa sạch sẽ lại rồi quay lại cái clip này để là kỷ niệm và tiện thể cho người em mình họ xem lại một cái, rồi chuẩn bị vài hôm mình sẽ bàn giao chiếc xe cho người em mình ở dưới Vĩnh Long. Người em mình chỉ quen biết qua kênh TikTok anh em ha, mà đã ủng hộ Hồng An rất nhiều phụ tùng và sẵn giao lưu trao đổi luôn chiếc xe quay Thái 99. Để hôm nào Hồng An sẽ quay một chiếc xe quay Thái 99 biển số Sóc Trăng, xe rút hồ sơ cho anh em luôn. Anh em cần 4 món phụ tùng lẻ, Hồng An sẽ quay cái clip đó lên cho anh em mình chốt đồ nha anh em ha. Thì hiện tại con xe này mình sẽ quay lại anh em mình xem đánh giá sau một thời gian dài hôm. Hồng An đã xử lý lại rất là đẹp. Nói chung là xì ba lại rất là đẹp anh em. Xe zin thì nói chung là nó sẽ chày, phải không? Còn mình làm lại sơ sơ nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với một chiếc chất xe zin. Nổ máy đây em ơi. Đặc biệt là người em trai thích cái chiếc xe này là cái cục máy, tại mình có quay trên kênh mà anh em. Cái xe này cục máy cọp quá anh ơi, để cho em chiếc xe này em thích cái cục máy này. Còn dàn ngoài thì nó có chày anh xử lý giùm em hết, những cái chỗ chày hoặc anh thay những cái phụ tùng linh kiện gì đó, miễn sao nó đúng theo cái chiếc xe là được rồi. Anh em nhìn lại nè, đó cầm đùm điện mình xử lý lại nó sẽ đẹp hơn anh em ha. Canh nó sẽ lên màu hơn anh em. Mình vô một cọ bộ canh zin hàng đẹp luôn. Nhìn nó sẽ sáng hơn anh em ha. Máy đang nổ đó anh em. Và thay cho người em mình cây đập thắng rất là đẹp. Đập thắng theo xe anh em. Cái đập thắng hàng tồn đó anh em. Hàng tháo xe ra ha, nhưng mà nó còn như rất là mới. Không phải là cần số mới đó nha em. Đồ đập thắng đã sử dụng qua anh em, nhưng mà còn mới á. Mình thay cho người em mình luôn, cho tương xứng với cái chiếc xe. Còn zin của nó thì nó không được đẹp, nó sẽ bị xét hơn, nó mòn hơn chút xíu. Do anh em mà tin tưởng là bàn giao thì mình sẽ làm lại, rất là dễ anh em, chẳng có gì đâu. Giá nó rất là đẹp, có ngàm có chấu đủ hết anh em ơi, không gãy ngàm nào hết á. Còn hai cái bát móc còn nguyên trên xe luôn anh em. Vàng nhá mà đẹp luôn anh em ơi. Cái này quay là cái clip kỷ niệm đó nha anh em ha. Kỷ niệm rồi lưu trên kênh. Thì sau này anh em nào có cần đưa Hồng An dọn nguyên chiếc xe mới hoặc trao đổi xe đó, có nhu cầu bất cứ gì về máy, về dàn ngoài, phụ kiện hoặc là full nguyên chiếc xe, phun mới hoặc dọn mới hoặc phục dựng lại, bên shop mình vẫn nhận làm nha anh em ha. Và nhận làm máy, sàn máy cho anh em. Nếu anh em chốt chiếc xe đó, cục máy đó thì shop mình có nhận.
anh em gửi cục máy lên hoặc gửi nguyên chiếc xe lên, bên shop mình sẽ nhận sàn cho anh em nguyên cục máy đúng với tiêu chí anh em mình cần chốt, bảo hành 6 tháng cho anh em mình dùng nha. Những cái cục máy mà bên shop mình sàn cho anh em đều bảo hành 6 tháng về máy hết. Bất cứ món nào trong cục máy này anh em định chốt thì mình sẽ bảo hành 6 tháng cho anh em. Trong quá trình sử dụng có trục trặc về máy, bên shop mình sẽ làm miễn phí nha, không tốn phí một ngày nào hết. Vì trách nhiệm bán hàng là phải có trách nhiệm bảo hành cho anh em mình dùng. Khi anh em có ý mà chốt đầu lòng dên lửa gì đó, bên shop mình bán ra đều có bảo hành hết. Anh em ở nhà có thợ thì nó đỡ, nếu không có thợ thì bên shop mình nhận làm luôn cho anh em nha. Còn công cán thì mình miễn phí công cán nha. Chế độ nói chung là phục vụ anh em tận tay, tận răng, tận nhà, tận giường luôn anh em. Máy rất là chắc. Người em nó thích cục máy này, đúng là cục máy đỉnh anh em ơi. Cục máy chạy 30 mấy ngàn cây rất là cọp. Không nghe tiếng máy. Chỉ nghe tiếng bồ thôi. Bô zin anh em ơi, đúng bô theo xe 30 mấy ngàn cây đó anh em. Lắc theo xe, gắn lại cái rổ cho người em mình. Chỉ nghe đến hơi bô thôi anh em ơi. Trên shop mình bán những con xe cục máy, anh em yên tâm là chỗ đó anh em ha. Không nghe tiếng động lạ đâu, chỉ nghe tiếng bô e thở thôi. Trong máy này chỉ biết thở anh em ha. Khi đã cục máy cọp là chỉ biết thở thôi, nó không có ngoài tiếng động lạ đâu anh em. Tiếng bô bao hay luôn anh em. Zin nha anh em ha, chưa sơn chưa phết nha. Cho anh em ha. Và cái clip này chỉ là lưu lại trên cái kênh thôi, là một món quà kỷ niệm bên shop mình chuẩn bị bàn giao cho người em mình ở dưới Vĩnh Long. Còn người em trai rất là, nói chung là trân quý anh em ha. Mới biết mình qua một đêm live thôi mà đã ủng hộ mình rồi. Nói chung là mình sẽ không phụ lòng người em mình. Người anh em tin tưởng thì mình phải làm cho thế nào cho họ tin tưởng mình. Tuyệt đối càng tin tưởng shop phải càng có trách nhiệm với anh em mình nha anh em ha. Tiêu chí của shop lúc nào cũng vậy anh em ơi ha, uy tín chất lượng luôn đi đôi, đặt lên hàng đầu hết nha anh em. Rồi cửa hàng của shop nè anh em ơi. Rồi cả nhà mình cho mình
một lượt thích và một lượt chia sẻ nha anh em. Anh em nào mới xem kênh nhớ đăng ký kênh nha anh em ha. Vì mỗi một ngày bên shop mình đều lên những cái phụ tùng hoặc những chiếc xe, những cái phương án làm việc của shop phục vụ cho anh em mình. Anh em nhớ đăng ký và theo dõi nha anh em ha. Bye bye cả nhà. Bye bye.